Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình được về sớm nên là mình đi bộ ở một cái vùng quê của mình đang sống các bạn ạ. Thì bây giờ các bạn cùng đi với mình xem cái vùng quê của mình đang sống có cái gì đó nó thú vị không các bạn nhá. Các bạn đi với mình nhá. Gần chỗ mình có cái mảnh đất khoảng tầm chỗ này tầm khoảng 60 mét vuông các bạn nhỉ. Chỗ này này. Chỗ này là tầm chỗ 5 này. Chỗ kia tầm 60 mét vuông các bạn ạ. Thì người ta vẫn trồng một cây mơ và một cây vả các bạn. Đây là cây vả này, đang có quả rồi. Người ta cũng không thu hoạch gì đâu, đổ rụng cho nó vứt đi thôi. Và đây là cây mơ. Thì cây mơ lần này họ cắt trụi quá nên nó không biết có quả không. Vừa rồi hoa vừa rồi ra cũng nhiều phết đấy. Cây mơ con này. Đấy, nó hỏi chặt đi để mấy gốc thôi. Đấy, còn đây là cây vả to. Thì tại sao ở cái mảnh đất hoang này người ta vẫn phải trồng cái cây này các bạn? Bởi vì theo như mình được biết đi, nếu không trồng cái cây gì vào đây á thì vườn của cá nhân thì người ta sẽ thu luôn hoặc là người ta sẽ đánh thuế rất là cao các bạn. Nên là người ta vẫn phải trồng một cái cây gì đó ăn quả trồng lên đây. Thì mang tính chất nông nghiệp các bạn. Hay vậy. Điều đặc biệt là ở cái vùng nông thôn mình đang sống ấy, họ ấy những cái ngôi mộ ấy, người ta để sát trong nhà dân này các bạn. Các bạn có sợ không? Các bạn nhìn các ngôi mộ. Mình thường xuyên đi qua đây buổi tối đêm chạy bộ cái thì không sợ các bạn ạ. Mà sao ở quê mình đi lên đi qua cái chỗ nghĩa địa ghê lắm, sợ lắm. Ngày xưa đi học mình đi học cấp 3 ấy, đi qua hai cái nghĩa địa mà mỗi lần đi tìm đập thình thịch các bạn, sợ kinh khủng luôn ấy. Mà sang bên Nhật thì gặp những cái nghĩa địa này nhiều lắm mà không thấy gì cả, không thấy sợ gì cả. Bây giờ đi về phía kia các bạn nhé. Chỗ mình họ trồng lúa mì các bạn thì đang trổ bông rồi. Thì tầm khoảng đến tháng 8, tháng 9 thì nó bắt đầu thu hoạch. Tầm đấy các bạn. Thì nó cùng đợt với lại thu hoạch lúa là tháng 10. Đang là trổ bông tháng tầm khoảng cuối tháng 11 là người ta đã trồng hạt lúa mì rồi. Đây là huyện Mô Tô Sự thuộc tỉnh Gifu các bạn nhé. Nơi mình sống thì là đặc sản chính là quả hồng các bạn ạ. Hồng gì cái gì cũng có. Hồng phơi này, hồng ngọt này, hồng giòn này, hồng mini này. Ở đây hồng mini đắt lắm các bạn ạ. Hồng mini đang là một trong những cái sản phẩm hot quả thị trường mới gần đây các bạn. Người ta đã nghiên cứu ra một cái giống hồng bé bằng ngón tay cái thôi nhưng mà đắt lắm. Hồng bây giờ mới đang ra lá thôi, ra hoa thôi. Tháng 11, tháng 12 bắt đầu mới thu hoạch các bạn. Trong vườn cỏ này có rất nhiều gà gô các bạn. Gà gô sáng ra nó kêu nghe điếc tai luôn ấy. Anh em mà có bẫy vào đây bắt được bẫy. Ở bên Việt Nam mình đã xuống đồng cấy cho các bạn. Đấy, bên Nhật vẫn chưa xuống đồng cấy các bạn. Họ vẫn đợi con nước. Thì khoảng tầm chắc là đầu tháng 5 thì chắc là người ta mới bắt đầu với xuống lúa để cấy các bạn. Hiện tại bây giờ người ta đang hạ, đang vãi đạm hay sao ấy. Đến lên trên. Đấy. Có rất nhiều cái hạt trắng trắng người ta vãi trên cánh đồng. Chắc là đầu tháng 5 bắt đầu với phê xuống giống để cấy. Vùng quê Nhật Bản các bạn thấy thế nào? Ở bên Nhật Bản ấy, các con đường giao nhau ấy thì
thì là người ta sẽ có một chiều người ta sẽ bắt dừng lại các bạn. Cái chữ tiếng Nhật này là tomare này, là bạn phải dừng lại một chút để mà quan sát cái người đi theo ra chiều này. Các bạn người ta rất là rõ ràng để mà tránh tai nạn giao thông. Mình rất thích cái điều đó các bạn ạ. Mình hy vọng quê mình sẽ làm được cái điều này. Bởi vì có cái chữ tomare này á, trong cái luật đấy các bạn ạ, trong luật đấy phải dừng đấy. Đó, thì là mình sẽ dừng lại để quan sát cái người đi cái đường chính này để an toàn hơn các bạn. Ở bên Nhật Bản này hầu như nhà nào cứ là cá nhân đấy, cá nhân người nào cũng có một cái ô tô các bạn ạ. Các bạn nhìn xem ô tô họ bên Nhật Bản này, người ta không, tức là phần lớn thì người ta là không thích cái loại xịn đâu các bạn ạ, không thích cái loại đấy đâu, người ta dùng cái loại mà vừa đủ để mà đi thôi đấy. Cái loại này là loại rẻ tiền này nhưng mà nó lại có vỏ các bạn ạ, rất là đi tránh mưa tránh nắng rất là ngon, đi rất là êm. Ở bên Nhật Bản người ta sản xuất được ô tô nên là nó rất là dễ mua được cái giống như mình mua cái xe máy. Bây giờ cái quả quả này là quả gì mà nó chua chua, nghe mình lâu rồi mình không ăn, nó hết vụ rồi mình không ăn nên là cũng đang đan lá đó các bạn ạ. Cố gắng sau này về già các bạn kiếm cái mảnh đất vừa vừa ấy, như nhà các cụ đây á, trồng tí rau tí cỏ vậy cho nó vui vui với các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái vườn rau nhà họ có thích không? Nhìn rất là yên bình phải không các bạn? Rồi lương hưu thì có rồi, cứ vậy mà sống cuộc sống ngoài đến 90 tuổi. Bây giờ mới nào vẫn là đầu mùa xuân các bạn ạ, nên là các cây mơ cây mận vẫn còn nó có hoa đây. Đấy, tầm đến tháng 7 tháng 8 cơ thì bắt đầu hoa quả nhiều lắm, sẵn mà nó rẻ nữa. Mình sống ở cái vùng này á thì nói chung là hoa quả như là mận này, là đào này ăn thoải mái luôn. Đặc biệt là cái hồng thì không nói làm gì rồi, hồng ở đây là quê hương rồi nên là không muốn ăn luôn. Các bạn nhìn thấy cái hệ thống dẫn nước nông nghiệp của họ ấy có chuẩn chỉ không các bạn? Đây là cái vùng quê nên là người ta làm rất chi là bài bản cái hệ thống dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng, nó chuẩn lắm các bạn. Họ ấy điều tiết con nước coi nhà là mình ở đây 6 năm rồi nên là mình hiểu được cái người ta điều tiết nước nó chuẩn chỉ như thế nào. Máng nước các cái làm sạch sẽ lắm các bạn ạ. Từ những cái lan can mà bảo vệ an toàn cho người đi đường ấy, người ta làm đến cái rộng này và đặt ở nhà mình thì có mà tuyệt vời luôn ấy. Các bạn biết là vừa rồi nhà mình làm cái rộng bằng như thế này luôn ấy, mà các bạn biết bao nhiêu tiền mà họ lấy bao nhiêu mình một mét không? 1,2 triệu họ lấy mình một mét đấy các bạn, mà họ hàn với xì giống họ quét quét vào ấy. Đây là cái mảnh vườn bỏ hoang các bạn, nhưng mà cái bà cụ nông dân đấy để mà duy trì được cái vườn, tức là phải giữ được cái vườn hoang này ấy, vườn rau nhà mình ấy, cái vườn của mình không ấy, thì bà phải trồng ít hành này, ít rau này vào đây, chứ không được để không các bạn ạ. Tuyệt đối không được để không các bạn, để không là có vấn đề ngay. Trừ khi mà đất của công ty bất động sản người ta bán rau bán đất ấy, thì người ta có quyền người ta để không được. Còn riêng đất của cá nhân, của tư nhân ấy, là phải trồng một ít nhiều, phải trồng một cái gì đó. Đây các bạn nhìn này, người ta trồng rất một đoạn thôi, còn đoạn đằng sau người ta để cỏ này mọc tùm luôn đấy. Còn đoạn này người ta trồng gọi là trồng chơi chơi vậy thôi,
đến thu hoạch người ta có còn thu hoạch đồng, các bạn nhìn thấy cải bắp kìa. Đấy, cải bắp kia người ta vứt không đấy chưa. Vào cái mùa đông này ở mình, quê mình ngày trước cái mùa đông có vẻ cải bắp nó không có mấy, nó rét đấy mà lạnh ấy, không có rau ấy. Đắt lắm đấy. Nhưng mà người ta cũng chẳng buồn ăn luôn, có thì ăn gọi là chút ít thôi. Vì gia đình người ta ăn thôi, người ta cũng chẳng bán. Các bạn thấy cái đất mà người ta quản lý nó cực kỳ chặt như thế nào các bạn. Chứ ông đầu cơ đất, ông để không đấy xong là ông không làm gì á, nó rất là rách việc. Phải trồng cái gì đó nha các bạn nha. Ít nhiều phải trồng lên, cây gì thì cây, ăn quả, cây rau, cây màu phải trồng lên và phải cắt cỏ. Không để, cũng không để cỏ mọc quả đầu luôn. Các bạn nhìn thấy gương cầu lồi này không? Ở vùng quê Nhật Bản ấy, người ta rất nhiều cái gương cầu lồi này luôn, để chỗ góc khuất ấy, để người ta đi cho an toàn đấy các bạn. Nên là cái mình đóng thuế vào cái giao thông hay đóng thuế vào cái công trình phúc lợi nó rất chi là xứng đáng thôi các bạn ạ. Không có gì là phải bàn cãi cả. Người ta đầu tư cho mình mọi thứ. Tuy rằng nó không được phải như thiên đàng đâu, nhưng mà nó cũng phải ngang ngửa với này, gần cửa thiên đàng. Mùa này á, thì là cái cây ngải cứu ấy, mọc rất là nhiều các bạn ạ. Mọc hoang rất là nhiều luôn. Cái này hái lắm về hầm với lại ốc heo á. Ốc heo bên này Nhật rẻ lắm các bạn ạ. Ốc heo hôm qua mình mua 4 bộ mà có vài chục nghìn thôi. Sẵn quá nhỉ. Mình không mang túi bóng đi chứ không thì hái nắm về mà hầm ốc heo ngon lắm các bạn ạ. Ăn buổi sáng để đi làm ấy, rất là ngon, thơm đó. Vừa rồi mình giới thiệu với các bạn về cái vùng quê của mình sống ở huyện Motosu thuộc tỉnh Gifu. Nơi mình sống nó rất là nông thôn các bạn ạ. Để lên được thành phố Gifu mình đi về một chuyến xe buýt các bạn hết tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các bạn thấy vùng nông thôn của Nhật Bản có gì thú vị cũng không các bạn. Các bạn hãy cho mình lượt like và lượt chia sẻ để mình có động lực đi quay tiếp theo các bạn nhé. Bye bye.